anh em ra đây thì cũng là điều ghi nhận là cái chú anh em tư vấn cho nhiệt tình. Vâng. Không phải vì lợi nhuận của công ty mà thế nào cũng phối cho khách, với nó đơn giản và hiệu quả nhất. Vâng ạ. Thế rất ok. Vâng, cảm ơn hai anh rất là nhiều. Đây, không gian trực tiếp khán phòng mà bên JK chúng em thường live stream cũng như là có những cái video lên để các bạn em tham khảo đây. Hiện tại với cấu hình combo này là một cặp G1000 Plus này, X7 DSC, mic LS68 Plus, không thể thiếu được cục loa siêu trầm Bass 30. Xin mời các bạn em chúng ta cùng đeo tai phone vào để lắng nghe thưởng thức một bản karaoke Người Em Ví Dạ. Dạ vâng, sau đây xin mời các anh em chúng ta cùng lắng nghe cũng như thưởng thức chất giọng của anh khách cũng như là hiện tại là chính chủ nhân của cấu hình combo G1000 này rồi, Trương Mỹ quê hương anh hùng. Hát đúng về bản sắc quê hương luôn. Trường Mỹ ơi, quê hương đẹp giàu,
truyền thông cách mạng trước Mỹ quê hương. Ổn không anh? Ổn. Người ta kiểu 10 được 7-8 rồi được đấy. Chuyên nghe nhạc thì hát thế là được. Vâng, và sau khi đã chốt, đây là một cái thủ tục mà là chuyển tiền. Bây giờ ngân hàng nó nhanh, nhanh đây. Bỏ đôi kia ra, cái này nhìn thấy đôi này anh ơi. Ôi cái tiền. Ok, đem xong rồi. Mày nhận từ đương nhiên kiểu nha, chết rồi thì em phải đấy, quên không bảo anh chụp chẳng cái màn hình. Còn trong cái giao dịch còn đó là lại tao cái tiền chụp. Chiều dưới 50 km này. Và bây giờ sắp đây đi bắt đầu.